Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu bao tay tuần lọc xinh xắn như thế này ha Đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn Móc đơn đầu tiên Móc đơn thứ hai Móc đơn thứ ba Móc đơn thứ tư Mũi móc đơn thứ 5 Móc đơn thứ 6 Sau khi đã có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Đối với mẫu găng tay này mình sẽ kết thúc vòng ha, chứ mình không móc xoắn ốc. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân một mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Nhưng để cho mỗi lần mà mình kết thúc vòng nó không có bị điểm G thì các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len cho cái sợi len nó sát với đầu kim. Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào đây một mũi dời, Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len lên một tí Sau đó mình guốc lại cho mũi giờ của mình nhỏ lại Như vậy là cái điểm này nó sẽ không có bị gờ to khi mà mình móc thêm nhiều hàng ha Kéo sợi len lại nè, sau đó móc lên một buổi móc xích Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu ha. Móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối. Chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn. Tương tự cho chân móc thứ tư. Chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng rồi, mình cũng guốc cái sợi len lại sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó mình sẽ kéo dài cái sợi len lên một tí ha và kéo cái sợi len ở phía sau cho cái mũi dời của mình nó nhỏ lại. Guốc lại nè. Móc lên một xích. Ta hoàn tất được vòng thứ hai tạo ra được 12 mũi móc đơn. 12 mũi đó sẽ tạo ra 12 chân cho vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, Chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ha. Cứ móc xen kẽ cho mình một mũi móc đơn sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Một móc đơn nè. Hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Hai chân móc cuối cùng mình cũng tạo ra được một cụm cuối cùng ha. Như vậy là khi kết thúc cái vòng móc này ta sẽ có được tổng cộng là 6 cái cụm móc liên tiếp. Tăng lên được 6 mũi cho vòng móc này. Thì tiếp tục kết thúc cũng guốc cái sợi len lại, sau đó đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Kéo cái sợi len ra và guốc lại cho mũi dời nhỏ lại. Móc lên một xích. Ta sẽ có được tổng cộng là 18 mũi móc đơn cho vòng móc thứ ba. Đến vòng móc thứ tư thì vòng móc thứ tư các bạn dựa vào vòng móc bên trên, tức là vòng móc thứ ba, mình sẽ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi thì ở đây là một móc đơn sang hai móc đơn cùng chân móc hàng kế tiếp sẽ móc cho mình là hai móc đơn mỗi chân móc trước các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn ha? móc đơn đầu tiên nè móc đơn thứ hai vào chân thứ hai khi có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp rồi nó nhiều hơn cái hàng phía trên một mũi rồi ha thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ở vòng móc thứ tư này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng, mình cũng có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha. Ta sẽ có là hai mũi móc đơn mỗi chân nè. Sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ sáu là cụm cuối cùng, nó cũng nằm ở ba chân móc cuối cùng ha. Hai mũi móc đơn mỗi chân nè sau đó sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Khi kết thúc vòng móc thứ tư này mình sẽ có tổng cộng là 24 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc vòng. Móc lên một xích thì khi mà mình đã móc được nhiều vòng móc nè lúc này các bạn cảm thấy cái độ rộng của nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi ha thì các bạn có thể đo cho mình theo cái cách như sau nè mình sẽ lật cái mặt trong của sản phẩm ra sau đó sử dụng cho mình thước dây các bạn sẽ đo cho mình đường kính của cái vòng mà mình có được là bao nhiêu ha đặt cho mình lại nè đặt phẳng như thế này sau đó mình sẽ đưa thước dây vào đo cái đường kính đo luôn cho mình từ cái mép của đầu mũi luôn ha ở đây của mình tầm khoảng 4,5cm nè Cái kích thước này thì tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật cũng như dùng len và kim khác nhau Nên nó sẽ khác nhau một tí ha Khi mình đã có được kích thước đường kính rồi Lấy kích thước này nhân cho 3,14 Thì ta sẽ ra được cái kích thước vòng ngoài cùng mà mình đang có được là bao nhiêu nè Thì cách đo cho tất cả các size các bạn đều làm tương tự như vậy cho mình ha Mẫu này khi mình lấy đường kính nhân 3,14 thì ta sẽ ra sắp xỉ bằng 14cm. Thì 14cm này này là cái vòng ngoài cùng. Khi mà mình nối lại thì nó sẽ có được cái khoảng trống như thế này. Khoảng trống này sẽ là khoảng trống để tạo độ rộng cho cái phần mà mình chùm lại bốn ngón tay nè ha. Đây là cái độ rộng như thế này. Những bạn nào mà muốn tăng size cho size lớn hơn thì các bạn sẽ làm cho mình như sau ha. Mình sẽ tiếp tục tăng mũi. Ta sẽ dựa vào vòng ở bên dưới lúc này mình đang có là hai móc đơn mỗi chân xen hai móc đơn cùng chân móc thì vòng kế tiếp tiếp tục tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ lên một mũi ha ta sẽ có là ba mũi mỗi chân nè mũi thứ nhất mũi thứ hai vào chân thứ hai và mũi thứ ba vào chân thứ ba được ba mũi mỗi chân rồi chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc như vậy là vòng này mình sẽ có được cụm móc như thế này đối với những bạn nào mà tăng sai ha móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó các bạn sẽ móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Cứ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi cho từng hàng móc. Khi mà mình cảm thấy nó có cái độ rộng vừa phải rồi, cứ đo cho mình theo công thức là được. Lấy đường kính nhân 3,14, ta sẽ ra được vòng ngoài cùng ha. Mình có để kích thước của cái vòng ngoài cùng này là cái vòng của lòng bàn tay á, ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể nhắc vào phần mô tả, sau đó mình làm theo cái cách freestyle tịnh tiến khoảng tầm 2 cho đến 3 tuổi ha. Hoặc là đối với những bạn nào mà khi mà mình đã có đủ cái kích thước này rồi thì vòng kế tiếp mình không cần phải tăng mũi. Không cần phải tăng mũi, tức là mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Ta sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Thì mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách để mình có thể xác định được cái vòng ngoài cùng của cái lòng bàn tay mà mình cần có là bao nhiêu ha Hoặc là mình có thêm một cách Đối với những bạn nào mà đang dùng len miêu cốt 125g hoặc là những sợi len có kích thước tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm Và đang sử dụng kim 3.5mm Mỗi mũi móc của mình nó sẽ dao động tầm khoảng 0.5cm thì mình sẽ để luôn cho các bạn cái số mũi móc cần có của cái vòng cuối cùng là bao nhiêu để mình có thể tăng sai một cách dễ dàng hơn ha. Khi đã ước chân được đến cái vòng cuối cùng rồi thì vòng tăng mũi cuối cùng không nhất thiết mình phải tăng 6 mũi ha, mà có thể tăng ít hơn 6 mũi như mình đang móc nè, mình chỉ tăng một mũi ở vòng này thôi. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng rồi nè, ta đã có được một cái độ rộng cho cái lòng bàn tay rồi, thì từ vòng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa ta cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các bạn cứ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ sâu cái độ sâu này nó sẽ là cái độ sâu từ cái phần ngón giữa của mình á tay từ ngón giữa như thế này cho đến giữa của cái ngón cái ha ta sẽ đạt được cái độ sau như thế này thì kích thước này mình cũng có để ở phần mô tả ha cứ móc đều cho đến khi mình đạt được độ sau nhất định tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều vòng móc nữa sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này mình đã đạt được cái độ sau từ cái ngón giữa cho đến phía trên của ngón cái thì các bạn móc lên một xích sau đó kéo dài sợi len và cắt len giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha ta sẽ có được cái phần thân trên như thế này bây giờ mình sẽ móc cái phần ngón cái ha ngón cái thì hai bên tay trái và tay phải thì mình đều làm tương tự luôn nhé tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn ha, tương tự giống như cái phần thân luôn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Kéo dài sợi len sau đó guốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại nha làm tương tự giống như là cái phần lòng bàn tay á. Móc lên một xích. Đối với cái ngón cái á thì cái vòng móc thứ hai này các bạn có thể móc cho mình theo công thức của cái phần lòng bàn tay hoặc là mình cũng có thể móc ít hơn ha. Thì ít hơn là như sau nè. Các bạn có thể móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Và có chân mình cũng có thể không móc ha. Thì số mũi móc ở cái vòng móc thứ hai này mình cũng có để ở phần mô tả nè các bạn có thể nhắc vào phần mô tả sau đó mình làm theo cái số mũi móc phù hợp ha ở đây mình sẽ móc là hai mũi móc đơn vào chân đầu tiên chân thứ hai một mũi móc đơn chân thứ ba hai mũi móc đơn các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình có được tổng cộng là 10 mũi móc đơn vào sáu cái chân móc này ha hoặc là nó có thể nhiều hơn 10 mũi này tùy vào cái độ rộng của phần ngón tay. Hoặc là những bạn nào muốn tăng size nhiều hơn thì cái vòng thứ hai này nè, mình cứ móc theo công thức của cái phần lòng bàn tay rồi mình sẽ tăng ở vòng thứ ba ha. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Nhớ gút lại cho mũi dời nhỏ lại ha. Móc lên một xích. Lúc này cái vòng thứ hai của mình nó đã có tổng số mũi móc bằng với cái kích thước của phần ngón tay cái rồi. Thì vòng kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha mũi thứ tư nè mũi thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám móc đơn thứ chín và mũi móc đơn thứ mười được mười mũi móc đơn tạo độ rộng cho cái phần ngón cái tiếp tục đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời vuốt lại nè sau đó móc lên một mũi móc xích các hàng móc kế tiếp thì mình sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc này tạo được cái độ rộng cho phần ngón tay móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái độ sâu bằng với cái phần ngón tay cái mà các bạn cần móc ha kích thước của cái độ sâu phần ngón cái mình cũng để ở phần mô tả luôn nè tùy vào form tay mà các bạn có thể tăng giảm size cho phù hợp hơn ha sau khi đã đạt được cái độ sâu của phần ngón cái rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nối cái phần ngón cái với phần thân lại. Phần thân thì mình sẽ đâm kim từ trong ra ngoài. Đây là cái chân móc của mũi dời kết thúc nè. Và cái chân móc mũi dời, chân móc phía trước ha, thì ta đâm kim vào cái chân móc của mũi dời kết thúc. Ở cái phần thân trước ha. Sau đó mình đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần ngón cái luôn hai chân móc song song như thế này móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái lòng bàn tay và chân kế tiếp của phần ngón cái. Hai chân móc song song như thế này và cũng đâm kim vào đây móc vào mình một mũi móc đơn. Đối với cái phần nối này nè, thì tùy vào cái bề dày của phần tay mà các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 2 cho đến 4 mũi ha, tùy vào size nữa. Và sau khi mình đã nối được ngón cái với phần thân rồi, các bạn sẽ đâm kim cho mình đến cái góc bên cạnh. Thì cái góc bên cạnh của mình sẽ là cái phần ngón cái trước ha, đâm kim vào cái chân mà mình nẹp ở phần ngón cái với phần thân. Và cái chân móc kế bên của phần ngón cái nè. Cái chân móc mà mình nẹp tức là mình đâm kim vào hai chân móc liên tiếp để mình nẹp lại á thì đâm kim cho mình vào cái chân móc mình nẹp đó trước sau đó kéo cái sợi len qua chân móc giữ nguyên vị trí này ha đâm kim tiếp vào cái chân móc kế bên của phần ngón cái sau đó kéo len qua ba đường trên kim lúc này các bạn sẽ sử dụng cho mình kim đánh dấu mình đánh dấu vào cái mũi chậm này nha các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái phần giao nhau giữa ngón cái và lòng bàn tay khi móc được đến cái điểm giao nhau ở phần ngón cái và lòng bàn tay nè thì chân móc cuối cùng của phần ngón cái và cái chân móc mà mình nẹp giữa hai cái phần thân lại á các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một mũi ha đâm kim vào chân cuối cùng của ngón cái kéo lên nè sau đó đâm kim vào cái điểm giao nhau giữa hai cái phần thân này cũng đâm kim vào đó cho mình sau đó kéo len qua chân móc sau đó kéo tiếp qua ba đường trên kim ta được một mũi chậm đầu tiên mũi chậm thứ hai sẽ là cái chân móc mà mình nẹp ở phần thân với cái chân móc ghế bên ha kéo qua ba chân nè như vậy là ở đây mình sẽ có hai mũi chậm liên tiếp các chân còn lại thì mỗi chân móc một mũi móc đơn cho mình cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu bên kia ha Sau khi đã móc được đến cái chân móc gần cuối cùng của cái phần thân rồi Thì chân móc cuối cùng đó Và cái chân mà mình à, móc nẹp giữa hai phần á Các bạn cũng chụm lại cho mình thành một mũi ha Chân cuối cùng nè Chân mà mình nẹp nè Sau đó kéo qua ba đường móc trên kim Kết thúc thì mình sẽ tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào cái chân mình đánh dấu đó Móc một mũi dời Móc lên một mũi móc xích Như vậy là ta đã nối được hai cái thân của ngón cái và thân lại với nhau rồi. Thì đến vòng móc thứ hai của cái phần thân dưới, thân lòng bàn tay á. Các bạn sẽ tiến hành vẽ mũi cho mình tiếp ha. Mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc cái vòng phía trên nè. Một mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân còn lại cho đến hai cái chân mũi chậm mà mình tạo ở điểm giao nhau bên kia ha. Lúc này ở đây mình sẽ có hai mũi chậm liên tiếp với nhau thì hai mũi chậm đó sẽ chậm lại thành một mũi. Đâm kim vào mũi chậm đầu tiên và đâm kim vào mũi chậm thứ hai. Kéo qua ba đường trên kim. Dùng kim đánh dấu đánh dấu cho mình vào cái chân mũi chậm này đối với những bạn nào mà khó thấy mũi móc nha. Các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Khi móc đến cuối hàng thì đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời. Ta sẽ kết thúc được cái hàng móc này ha. Hàng thứ hai của cái phần nẹp này nè, mình đã giảm mũi rồi. Hàng kế tiếp các bạn không cần phải giảm mũi. Mình sẽ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tức là ta sẽ móc xen kẽ một hàng giảm và một hàng không giảm ha. Đây là hàng không giảm nè, mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Lưu ý khi móc đến cái điểm mà mình đánh dấu nè, các bạn tháo kim đánh dấu, móc vào đó một mũi móc đơn, sau đó tiếp tục đánh dấu lại vào cái chân đó nha. Và làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đến cuối hàng tiếp tục kết thúc vòng nè. Móc lên một xích Vòng móc này mình vừa hoàn tất không có tăng mũi cũng không giảm mũi thì vòng kế tiếp tiếp tục giảm mũi ha. Xen kẽ một hàng giảm và một hàng không giảm. Thì hàng giảm này các bạn cứ móc mũi chân là một mũi móc đơn cho đến chân móc mà ta đánh dấu. Móc đến cái chân móc mà mình đánh dấu thì tháo kim đánh dấu ra. Mình sẽ chụm cái chân mà mình đánh dấu này với cái chân móc kế bên này lại thành một mũi ha đâm kim vào chân đánh dấu và chân kế bên tiếp tục đánh dấu vào cái chân này là cái chân mũi chậm ha các chân còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn chưa cho mình hai chân móc cuối cùng khi móc đến hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc cuối cùng này chậm lại thành một mũi đâm kim vào chân kế cuối nè và chân cuối cùng tiếp tục kết thúc vòng ha như vậy là vòng này mình sẽ giảm đi hai mũi móc một mũi chính giữa và một mũi ở cuối nha lên một xích nè hàng này là hàng giảm rồi thì hàng tiếp tục không giảm mũi mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn lưu ý khi móc cho mình cho đến cái chân đánh dấu thì nhớ đánh dấu lại vào chân đó nha sau đó các bạn cứ móc xen kẽ tương tự cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa một hàng giảm mũi thì một hàng không giảm mũi Hàng không giảm mũi thì móc đều, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Còn đối với hàng giảm mũi thì mình sẽ giảm ở cái chân mà mình đánh dấu đối diện bên này. Chân mình đánh dấu vào chân kế bên. Sau đó giảm tiếp ở hai chân cuối cùng ha. Ta sẽ móc xen kẽ thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được chiều cao từ cái phần đỉnh của cái ngón chính giữa đến cái cổ tay khi đã hoàn tất được cái chiều dài của cái phần bao tay rồi nè, đến phần cổ tay rồi, nó sẽ tạo được một cái độ rộng cho cái phần cổ tay. Phần cổ tay thì mình có thể nẹp thun lại để cho nó có độ co giãn ở đây ha. Để nẹp thun thì sử dụng cho mình các loại thun tròn. Ở đây mình sử dụng thun màu trắng để các bạn dễ thấy hơn nè. Sau đó các bạn sẽ cột cuốc lại. Mình sẽ cột cuốc tạo một cái độ rộng vừa phải bằng với cái phần cổ tay ha. Hoặc là có thể nhỏ hơn một chút cũng được. Siết lại hai đầu dây. Sau đó mình cắt cái đoạn thừa đi ha. Siết thật mạnh lại nè. Đến đây thì mình sẽ cắt len ở cái phần bàn tay trước. Sau đó ta thay màu để tạo cổ tay ha đâm kim vào chân móc của mũi dời kết thúc phần tay đưa sợi len ra phía sau đồng thời đưa luôn cho mình cái thun vừa cột đây nè mình cũng đưa sợi len ra phía sau cái sợi thun nằm trên kim nhé kéo cái sợi len màu nâu đậm qua chân móc này móc lên một mũi móc xích lúc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối vòng và lưu ý khi móc nhớ nẹp luôn cả cái cộng thun và cái sợi len thừa ha mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng tiếp tục đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời lúc này cái phần cổ tay của mình nó sẽ có cái độ thun bo lại ha móc lên một xích nè thì khi mà mình tạo cái phần mũi đơn này nè nó sẽ bị hở đối với những bạn nào mà sử dụng cái uh, sợi thun nó hơi chọi màu một tí á thì các bạn có thể tạo cho mình thêm một vòng nữa để cho vòng này nó kín thì thay vì ta móc vào chân móc các bạn sẽ không móc vào chân móc đó mà mình móc vào cái chân nằm bên trên á móc vào đó mũi móc đơn nè sau đó lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng cứ không đâm kim vào chân móc mà đâm kim vào chân mà mình móc cái mũi móc đơn đó nha để mình che đi được cái phần thun ở bên trong tạo cái độ dày cho cái phần cổ tay luôn ha sau đó móc tương tự cho đến hết khi hoàn tất được tạo cái phần thun cho cổ tay rồi thì cắt len mình sẽ thay màu để tạo cái phần bèo bên trên tiếp tục đưa sợi len ra phía sau đâm kim vào chân của mũi dời ta kết thúc vòng phía dưới kéo len qua chân móc và móc lên hai mũi móc xích mình sử dụng mũi kép đơn để móc thì đối với cái phần cổ tay trên này nè tùy vào các bạn thích độ xòe nó như thế nào mà mình có thể tăng mũi phù hợp ha ở đây mình sẽ móc cộm là một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc để tạo được cái độ rộng to gấp rưỡi so với cái phần cổ tay thôi ha công thức của cái hàng này sẽ khác nhau tùy vào sở thích của mỗi người nha Ta có thể tăng nhiều hơn hoặc là ít hơn cũng được Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng, nhiều trường hợp nó sẽ không đủ số mũi để mình tạo cụm ha. Cứ móc cho đến cuối là được. Sau đó kết thúc vòng này, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời móc lên cho mình hai mũi móc xích vòng thứ hai để tạo điểm nhấn cho phần cổ tay mình sẽ móc các cái mũi ngoặt xen kẽ với mũi kép đơn thì mũi ngoặt thay vì đâm kim vào chân móc ta sẽ đưa cái thân chân móc của cái mũi này lên trên kim móc vào đây mũi kép đơn ta tạo ra được một mũi ngoặt ha xen kẽ sẽ là một mũi kép đơn vào chân móc sau đó sẽ là một mũi ngoặt vào cái thân chân móc kế tiếp tức là không móc vào chân móc nè ta đẩy cái thân chân móc đó lên trên kim móc vào đây mũi kép đơn mình sẽ có được một mũi ngoặt sau đó cứ làm xen kẽ ha một mũi thì mình móc vào chân móc còn một mũi thì mình móc vào thân chân móc nó sẽ tạo ra được những cái điểm G như thế này cho cái phần cổ tay mình nó có điểm nhấn hơn ha móc xen kẽ cho mình cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng thì giấu len thừa vào trong mũi móc các bạn sẽ tạo cho mình hai sừng cũng như là mũi của tuần lọc thì hai sừng này công thức mình có thể ở phần mô tả ha. Móc cho mình một cái sừng cao trước nè. Sau đó là một cái sừng ngắn. Cắt đoạn len dài sau đó mình sẽ khâu lại ở cái phần uh, sừng này. Đây một cái sừng dài và một sừng ngắn sau đó khâu lại cái sừng ngắn ở phía trên sừng dài. Nhớ nhồi gòn vào bên trong nhé. Phần mũi thì tạo một vòng tròn với 6 mũi móc đơn và đính hai mắt. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một mẫu bao tay tuần lọc xinh xắn như thế này. Các bạn có thể tăng giảm size tùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn móc thành công.